Hướng dẫn thực hành khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm MISA. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động phần mềm MISA. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đóng tất cả các cái giao diện phát sinh liên quan mà không liên quan đến, chúng ta tắt đi. Và chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu. Mật khẩu thì sẽ do các bạn khai báo lần đầu và các bạn đã khai báo như thế nào thì theo số điện thoại các bạn đã được cập nhật và qua số điện thoại và qua email. Thì ở đây là số đăng nhập của tôi là tên đăng nhập ban đầu sẽ gọi là admin và mật khẩu tôi đang đặt là A lớn, A nhỏ. Và lúc này tôi sẽ bấm đồng ý và chọn nhớ mật khẩu để sau này là các bạn chỉ cần bấm là các bạn đã có thể là vào được. Và ở đây nó sẽ ghi là các cái thông tin về cập nhật giấy phép kinh doanh, cập nhật giấy phép đào tạo và giấy phép của MISA cung cấp, thì tôi sẽ để phần là áp dụng ngay. Và tôi sẽ bấm đồng ý, xác nhận thỏa thuận. MISA lần đầu thì luôn luôn có các cái thông tin để các bạn có thể phải đăng nhập từ đầu. Và các bạn bấm đồng ý. Chu Đình Sinh A cộng. Và lúc này là chúng ta đã được bấm cập nhật và gia hạn thì chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta sẽ vào cái giao diện thực tế chúng ta đang làm và những cái phần còn lại chúng ta sẽ tắt hết toàn bộ các cái thông tin không liên quan. Và để khai báo số dư đầu kỳ thì chúng ta sẽ căn cứ vào cân đối phát sinh của cái năm cũ để chúng ta làm căn cứ số dư. Bất kỳ công ty nào chúng ta cũng đều căn cứ cân đối phát sinh của cái năm trước đó. Thì chúng ta ở đây căn cứ vào năm cân đối phát sinh là năm 2020 để chúng ta lên số dư. Thì tại cái sheet là ở cái trong cái thư mục thực hành chúng ta sẽ có cái thông tin doanh nghiệp. Căn cứ vào cái mục thông tin doanh nghiệp này thì chúng ta sẽ làm căn cứ để chúng ta lấy thông tin để chúng ta lên số dư đầu kỳ. Và ở đây chúng ta sẽ có là tại phần thông tin doanh nghiệp có phần 1 là giới thiệu các cái thông tin về công ty, mã số thuế, địa chỉ, vốn điều lệ. Và đối với phần thứ hai thì chúng ta sẽ các cái thông tin về cân đối phát sinh của cái năm tài chính trước đó là năm 2020. Thì chúng ta căn cứ các năm này thì chúng ta sẽ lên số dư đầu kỳ trên phần mềm MISA. Thì ở đây chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ kéo thu nhỏ phần giao diện phần mềm và sau đó các bạn sẽ mở phần mềm MISA. Để chúng ta thực hành trên phần mềm MISA thì chúng ta sẽ căn cứ và cân đối phát sinh để chúng ta sẽ lên và chúng ta căn cứ vào bảng tổng hợp công nợ để chúng ta có số dư đầu kỳ đối với từng khách hàng đầu ra và đầu vào. Chúng ta cũng sẽ có nhập xuất tồn để chúng ta làm căn cứ số dư. Nhưng riêng đối với công ty chúng ta là các năm thành lập từ năm đầu đến năm cuối chúng ta không có phát sinh các cái khoản trên nên chúng ta chỉ có số dư chỉ trên thì chúng ta sẽ thực hành như sau. Thì chúng ta sẽ vào cái phần mục đó là nghiệp vụ, chúng ta chọn cái mục là nhập số dư ban đầu. Và sau khi chúng ta đã nhập cái thông tin số dư ban đầu thì chúng ta sẽ thấy đây là số dư tiền mặt là 10 tỷ thì chúng ta sẽ copy cái 10 tỷ chúng ta đưa vào, chúng ta nhập vào. Chúng ta nhập hai lần thì phần mềm sẽ tự động ra cái phần chi tiết để chúng ta nhập. Thì chúng ta có thể copy chúng ta đưa vào cho nhanh hơn thay vì chúng ta nhập thủ công. Và tiếp theo là đối với nghiệp vụ về ngân hàng thì chúng ta không thể trực tiếp tạo trên cái phần của MISA ở mục số dư này được, mà chúng ta sẽ phải tạo một cái bước trung gian nữa nên chúng ta tạm bỏ qua. Chúng ta đến phần là số dư vốn góp điều lệ ở đây là 11 tỷ thì chúng ta kéo xuống tài khoản 1411 là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết. Đối với tài khoản từ loại 1 và loại 2 thì chúng ta có số dư bên nợ. Và đối với tài khoản loại 3, loại 4 chúng ta có số dư bên có. Và đối với những tài khoản lưỡng tính thì chúng ta đối với tài sản thì chúng ta sẽ là số dư bên có. Và đối với tài khoản loại 3 và loại 4 thì chúng ta sẽ có số dư bên nợ. Do đó là đối với trường hợp tài khoản lưỡng tính thì chúng ta cũng có những trường hợp và vừa có số dư bên nợ, vừa số dư bên có. Giống như tài khoản 421
là nếu mà bên nợ thì chúng ta đang lỗ và bên có thì chúng ta sẽ đang lãi. Do đó là những tài khoản lương tính là những tài khoản điều chỉnh. Và ở đây thì chúng ta thấy chi tiết ở đây là 4211 là lợi nhuận chưa phân phối năm trước, thì chúng ta có số dư là bên nợ, có nghĩa là chúng ta đang lỗ thì chúng ta sẽ nhập lại bên nợ. Và tiếp theo là lợi nhuận chưa phân phối của cái năm 2020 là lỗ 2 triệu tiếp, thì chúng ta sẽ nhập cái lỗ 2 triệu vào. Thì như vậy sau khi bạn nhập xong thì chúng ta sẽ thấy ở cái mục ở đây là 10 tỷ 995 và ở đây là 11 tỷ, hai bên là nó chưa cân nhưng chúng ta vẫn tạm là chúng ta cất. Tức là chúng ta xem cái phần số tiền tổng cộng là ở đây là tổng số dư bên có 11 tỷ, tổng số dư bên nợ là 10 tỷ. Thì nó chưa cân với nhau nên chúng ta là còn thiếu số dư là đối với ngân hàng. Thì đối với ngân hàng thì chúng ta muốn lên số dư thì chúng ta phải vào phân hệ nghiệp vụ trước. Và sau đó các bạn sẽ chọn cái phần đó là ngân hàng. Và chúng ta sẽ vào danh mục và chúng ta sẽ chọn cái phần ngân hàng. Và đối với trường hợp thì ngân hàng là Misa đã tự động tạo cho các bạn về các cái ngân hàng, về logo, tên viết tắt và tên đầy đủ các thông tin khác nên chúng ta không cần phải tạo thêm. Còn nếu chưa có thì các bạn phải tạo lại từ đầu. Và danh mục chúng ta là vào danh mục, chúng ta vào phần tài khoản ngân hàng để chúng ta tạo khai báo thông tin cho công ty chúng ta. Chúng ta bấm phần chữ thêm hoặc là Ctrl N thì chúng ta có thể thêm được. Và số tài khoản thì chúng ta có cái thông tin thì chúng ta sẽ xem số tài khoản của chúng ta là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái thông tin số tài khoản công ty để chúng ta là thêm vào cái dữ liệu. Ở cái phần này thì chúng ta đang thiếu thông tin, thì bây giờ tôi đã thêm cái phần là thông tin về số tài khoản ngân hàng, thì chúng ta có thể là copy cái số tài khoản ngân hàng. Ta copy đưa vào. Và tên ngân hàng thì chúng ta sẽ chọn là ngân hàng ACB, chi nhánh thì chúng ta sẽ có nơi là chi nhánh Thủ Đức. Và tỉnh thành phố chúng ta sẽ gọi là Hồ Chí Minh. Và địa chỉ chi nhánh thì chúng ta có thể bỏ qua vì nó không cần thiết. Các thông tin khác vì nó không có cái tính bắt buộc thì chúng ta có thể bỏ qua. Và chủ tài khoản chính là công ty chúng ta nên chúng ta copy thông tin công ty chúng ta vào. Và như vậy chúng ta đã xong, chúng ta bấm cất. Như vậy chúng ta đã có thông tin về số tài khoản ngân hàng. Và tiếp theo chúng ta muốn khai số dư đầu kỳ là cái mục 5 triệu đồng mà chúng ta cần khai số dư. Là cái mục này, tương ứng này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái phần đó là nghiệp vụ, chúng ta chọn nhập số dư ban đầu, và chúng ta sẽ chọn cái phần số dư tài khoản ngân hàng, ta nhập bên cạnh. Và lúc này các bạn sẽ bấm nhập số dư hoặc là Ctrl N để các bạn tìm ra. Và lúc này các bạn thấy số tài khoản ngân hàng là 299 ngân hàng chi nhánh ngân hàng Á Châu, chi nhánh Thủ Đức, nó đã hiện lên cho chúng ta. Và lúc này các bạn có thể lấy số dư các bạn nhập bình thường, các bạn copy vào, các bạn đưa vào. Đối với tài sản 1 và lại là 2, chúng ta có số dư bên nợ nên chúng ta nhập vào và chúng ta bấm cất. Và sau khi dữ liệu thành công thì các bạn sẽ sang số dư tài khoản các bạn kiểm tra. Các bạn sẽ thấy ở đây là số dư đầu kỳ bên nợ và số dư đầu kỳ bên có, hai bên là bằng nhau thì có nghĩa là chúng ta đã lên số dư đầu kỳ đúng. Hoặc chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ vào báo cáo, và lúc này chúng ta sẽ chọn báo cáo tài chính, chúng ta chọn cân đối tài khoản. Và lúc này các bạn sẽ chọn cái mục là tháng 1. Và sau đó các bạn chọn số dư là 3 và số dư hai bên, các bạn tích, tức là bậc tài khoản là 3, số dư là tài khoản hai bên, các bạn bấm đồng ý. Và lúc này các bạn sẽ kiểm tra trên bảng cân đối phát sinh, các bạn sẽ thấy là đối số dư rõ ràng là tổng phát sinh bên nợ và tổng phát sinh bên có đầu kỳ là nó bằng nhau, tức là tổng hai bên đều là 11 tỷ, thì có nghĩa là chúng ta đã làm khớp. Thì như vậy là chúng ta đã có thể thực hành lên số dư đầu kỳ đối với số dư đầu kỳ của đầu năm tài chính. Và đối với tài khoản 112 thì chúng ta có một cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ thêm một cái thao tác đệm, đó là chúng ta sẽ vào danh mục để chúng ta vào mục ngân hàng, vào phần tài khoản để chúng ta thêm các thông tin, và sau đó chúng ta mới quay về nghiệp vụ nhập số dư ban đầu được. Thì đó là cách thức để chúng ta lên số dư đối với tài khoản 112, đó là một cái sự đặc biệt. Còn riêng các tài khoản khác thì các bạn chỉ cần nhấp đúp hai lần rồi sau đó các bạn là có thể vào dữ liệu như bình thường. Thì đó là cách để chúng ta là lên số dư đầu kỳ. Ví dụ các bạn nhập cái này, các bạn thấy lên chi tiết số dư thì các bạn nhập.